Baby Nick đang ngấu nghiến gặm cái bánh mì khô của mình. Khi này, baby Roblox nấp gần đó đang nhỏ dãi thèm thuồng. Hả? Có ai đó đang lén lút nhìn trộm mình. Hello người anh em, tôi muốn cái bánh đó của cậu, cho tôi đi. Hả? Cậu nghĩ gì vậy? Không có chuyện đó đâu. Đây mà, năn nỉ đó. Đừng mơ, không được qua đây, tránh ra đi. Năn nỉ mà. À, sao cậu cố chấp thế nhỉ? Tránh ra đi. Ui da. Cho đáng đời, còn đòi xin bánh của tôi. Tôi không thể thua cậu dễ dàng thế đâu. Hả? Thế là baby Nick cùng với baby Roblox lao vào đánh lẫn nhau. Hai cậu bé không ai chịu nhường ai một chút nào. Mami, mami, daddy, cậu ấy đánh con. Nè nhóc kia, sao lại đánh con chú? Hả? Chơi gì thua mà còn gọi bố mẹ? Sao cháu hư vậy, lại còn đánh con của chú? Nói rồi, Roblox đánh một cái, baby Nick ngã ra đất. Ha ha ha, đáng đời nhà cậu. Mami, daddy, họ bắt nạt con. Baby, con bị sao vậy? Con trai của bố, ai bắt nạt con? Nói cho bố mẹ nghe. Là họ đó, họ đánh con đó. Sao hả? Các người định làm gì? Nói rồi, hai bên bắt đầu lao vào đấu võ mồm với nhau. Không bên nào chịu thua bên nào cả. Cuộc chiến càng lúc càng gay go mà không thể giải quyết bằng đàm phán. Bố à, mẹ à, chúng ta phải cho họ biết tay. Xong rồi, cả gia đình Nick cùng nhau biến thành những siêu anh hùng. Họ quyết định phân thắng bại bằng bạo lực sao? Gia đình nhà Roblox cũng chẳng chịu thua một phân. Họ cũng đồng loạt biến thân thành những siêu anh hùng. Và cuộc chiến nổ ra. Bố mẹ, chúng ta xông lên thôi. Ngay hiệp đầu, khi baby Nick đối đầu với baby Roblox, baby Nick đã bị quật ngã. Ha ha ha, người nhỏ như cậu sao đánh nổi tôi. Baby Nick túm lấy chiếc xe đạp gần đó, rồi lại cọc sắt quăng về phía baby Roblox, nhưng đều bị cậu bé hất văng đi dễ dàng. Hả, cậu ta chạy đâu mất rồi? Tôi ở đây nè, đồ ngốc đầu to. Chuyện gì thế? Ấy, bố mẹ cứu con. Thấy thế, mommy Roblox cũng không thể đứng yên nhìn con mình chịu thiệt. Cô ta dùng laser ở mắt tấn công baby Nick. Cũng may, Tani kịp thời xuất hiện ngăn cản. Hai người đấu với nhau một trận vô cùng gay go. Tani dùng hết sức để phát huy sức mạnh. Kết quả là đánh ra một quả rắm siêu thối khiến baby Nick suýt thì ngất. Này mẹ ơi! Khi baby Roblox mất cảnh giác, baby Nick liền ném thùng rác thẳng vào đầu cô ta khiến cô ấy liêu xiêu. Tani chớp thời cơ tấn công dứt điểm giành thắng lợi. Ôi không, ta chịu thua. Làm tốt lắm con trai. Yeah! Chỉ còn lại một mình daddy Roblox. Cả gia đình Nick lúc này đồng tâm hiệp lực lao đến tấn công anh ấy. Nhưng Roblox nhanh trí nhảy vọt lên cao khiến ba người nhà Nick tông thẳng vào nhau. Chỉ là một lũ đại ngốc, xem đây. Roblox tấn công liên tục về phía gia đình Nick. Cũng may họ kịp thời né được. Baby Nick dùng lưới nhện trói ông ta lại, rồi ba người cùng hiệp lực kéo ông ấy xuống đất. Quả nhiên, ba đánh một không chột cũng què. Roblox rơi xuống ngã sấp mặt. Đừng để chúng tôi nhìn thấy các bạn một lần nào nữa. Nếu không, đừng có trách. Đi thôi cả nhà. Misty và Baby đang ngồi chơi vui vẻ bên ngoài sân trước cửa nhà. Ha ha, chơi trò này vui quá. Đúng là một ngày yên bình mà. Có ai đó đang gọi Misty, mãi chơi quá bẫy không quan tâm. Thật là bực mình. Hả? Mau thanh toán tiền nợ cho bọn tao đi. Ôi không. Misty, trả nợ đi chứ, định quịch hả? Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Cầu xin hai người, mong hai người thư thư cho tôi vài hôm được không ạ? Không được, mau trả nợ đi. Tôi cầu xin hai người đó. Mặc kệ Misty có cầu xin chúng thế nào, hai tên đó vẫn lao vào đánh Misty. Hả? Ôi không, mẹ ơi, đừng đánh mẹ tôi. Hả? Ta cứ đánh nó rồi sao? Baby ngây thơ cầm đồ chơi của mình ném về phía Queen và Joker. Một con robot đã bay trúng vào đầu của Queen và Joker khiến hai tên ngã lăn ra. Thằng nhóc còn đáng ghét này, ta phải chọn nó một trận. Joker mau dừng lại, bắt nó để ép Misty trả tiền cho bọn mình. À ha, thế mà tao không nghĩ ra, mày thông minh thật đó. Ôi, mau tha cho cháu đi. Ha ha, xem mày còn chạy đi đâu nữa hả nhóc. Baby à, lại đây. Nhanh như một con sóc, baby chui tọt xuống mạng tránh được khỏi nanh vuốt của hai tên xấu. Nhưng không may vẫn bị chúng bắt được. Cứu tôi với, mẹ ơi cứu con, cứu con. Lúc này Misty mới lọ mọ ngóc đầu dậy. Mau thả con tôi ra. Bà già đáng ghét này. Các người không được bắt con tôi. Nợ tôi sẽ trả mà. Thả con tôi ra. À, mẹ ơi cứu con với. Ôi không, con ơi.
cùng tiếng nhạc bi thương, Baby bị Queen và Joker bắt đi mất. Misty gọi với theo trong vô vọng. Bỗng món đồ chơi của Baby phát sáng. Con ơi! Hả? Món đồ chơi của Baby đã trỗi dậy. Chúng đã có ý thức như một vật thể sống. Hãy cứu lấy con của tôi, làm ơn. Được thôi. Khủng long bắt đầu đi giải cứu chủ nhân của mình. Đi nhanh cái chân lên nhóc con. À, ôi không, Queen, cứu tao với. Harley Quinn, cứu tao. Hả? Rocker. Queen lao về phía khủng long, đánh cho nó một trận liên tục vào đầu, khiến khủng long cũng ngã lăn ra đất. Ôi không. Hả? Mình có cách rồi. Sao số tôi khổ thế này. Khi Misty đang khóc thì đồ chơi cao bồi của Baby phát sáng và trỗi dậy. Woody ơi, mau cứu lấy con trai tôi. Xin chào quý bà, rất hân hạnh được giúp đỡ quý bà. Woody bắt đầu lôi súng ra và bắn về phía Queen và Joker, khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Hả? Chạy thôi. Thằng nhóc, đi vào đây. Các người đứng lại. Ôi không. Tưởng bọn này chịu thua sao? Xem đây. Chúng lôi ra hai khẩu súng liên thanh, bắn liên tiếp về phía Woody. Ây da, chúng bắn dữ quá. Ây da, ha ha ha, oai nữa đi. Ôi không. Cuối cùng Woody đã thua cuộc. Phi hành gia cũng bay đến để hỗ trợ. Hai người gặp được nhau vô cùng vui sướng. Họ quyết định bắt tay với nhau cùng hạ gục hai tên xấu xa kia. Bắn nó đi. Tấn công. Ôi không, à. Chúng ta phải làm sao đây? Ha ha, xem các người trốn được đi đâu. Hả? Mau dừng tay lại. Khủng long lao về phía Queen và Joker. Lại là con quái vật xấu xí này. Nhưng chưa đợi Queen và Joker tấn công, khủng long nhanh nhẹn lấy đuôi của mình, quật ngã chúng và tẩn cho chúng một trận. Nhân cơ hội đó, Woody và phi hành gia cũng lao đến đánh cho hai tên xấu xa đó một trận. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Danny, sao hôm nay bạn xinh đẹp quá vậy? Ơ, cái gì vậy? Thú bông đây, mua đi, mua đi. Danny, ở kia có bán thú bông, bạn có thích không? Thích, mình thích. Ok, đợi mình xíu nha. Joker, nhìn ngươi thật yếu ớt. Ngươi bảo tao yếu ớt, nhìn xem cơ bắp của ta đây. Joker bất ngờ nhìn thấy Nick đang mua thú bông, ngó sang thấy Danny đang đứng dậy vơ vơ một mình. Ha ha, zombie, bắt con nhỏ đó mau. Hả? Joker Misty. Ai da, đau quá. Cẩn lợn đáng yêu quá. Danny, Danny. Dám bắt nạt Danny của ta. Đồ trẻ con, ha ha, lại đây. Nick tức giận hét lớn. Cơ thể Nick dần biến đổi, chuyển thành một màu xanh lè bằng sức mạnh phi thường của hắn. Hả? Nick khớp. Ây da, ây da. Ây da. Giải quyết xong một tên. Giờ đến lượt người. Thôi không. Ây da, ây da, ây da. Sợ quá, chuồn thôi. Hất Nick biến trở về bạn Nick đáng yêu như trước. Danny, bạn có sao không? Mình không sao, cảm ơn Nick. Đến một đoạn sắp về tới nhà, hai người quyến luyến chia tay nhau. Nick, hẹn gặp lại ngày mai nha. Chúng ta sẽ bắt cô ấy. Bọn nó tách nhau ra rồi, cơ hội đây. Danny đi về không nhận ra mình đang bị theo dõi. Joker đi rón rén đằng sau với ý định trùm đầu Danny. Ha ha ha, ngươi có gào đằng trời cũng không ai cứu đâu. Ôi không, cứu tôi với. Ha ha ha, đáng đời ngươi nè. Hả? Mình quên đứa này cho Danny rồi. Danny, 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 Danny ơi, bạn đâu rồi? Hả? Danny. Nick da một tiếng, luồng ánh sáng xanh lần nữa xuất hiện bao lấy, biến thành hớt. Hả? Biến thành hớt rồi. Các người đang làm gì Danny vậy? Thấy Joker và Zombie chạy đi xa, hớt Nick nhanh chóng chạy lại chỗ Danny. Danny, Danny, tỉnh lại đi Danny. Danny, Danny ơi. Ôi không. À, có cách rồi, mình có cách rồi. Ngay lập tức, Nick cắn ngấu nghiến một phát thật mạnh vào tay Danny. Các tế bào trong cơ thể Danny liền kết hợp với luồng sức mạnh của hớt. Hả? Đây là đâu? Yeah, Danny, bạn tỉnh lại rồi. À, đau quá.
Si Hớt không nương tay, tiến đến đấm đá liên tục vào Nick. Hả? Ôi không! Ai da! À! Si Hớt, bạn sao vậy? Nhìn đây này! Chúng ta là bạn bè mà! Hả? Ôi, đầu của ta đau quá! Nick chạy đến bên cạnh Si Hớt, xoa dịu cô ấy. Si Hớt, nghe tôi nói nè, tôi thích bạn. Cái gì? Thật sao? Trả ba lô cho tôi. Sao lại giành ba lô của tôi? Ha ha ha, muốn lấy lại ba lô á? Mơ đi. Ôi mẹ ơi. Đồ yếu ớt đáng đời. Dừng lại, không được ăn hiếp baby. Ôi không. Làm gì đây, chúng xuất hiện kìa. Các người dám cướp ba lô của baby, chờ các người biết tay. Hất nét đợi đã. Hả? Bạn làm gì vậy? Không, không phải. Tôi muốn có sức mạnh của Hất. Bạn giúp tôi với. Ừ, đợi tôi một tí. Vẫn cách thức cũ, cắn một phát vào tay baby. Nick truyền sức mạnh. Cánh tay có dấu cắn của baby chuyển xanh. Người run run co giật như có luồng điện chạy qua. Sức mạnh của Hất đang dần hợp nhất vào người. Aha, ta có sức mạnh rồi. Các người chạy không thoát đâu. Ôi không, chạy mau. Baby Hất lao vào đám túi bụi. Zombie không thể phản kháng. Zombie không thể phản kháng. Oh my god, sao nó mạnh dữ. Đến được ngươi rồi. Không, đừng lại đây, cầu xin bạn, đừng. A few moments later. Người thấy chưa, về ta yếu ớt à. Ba người cười đùa vui vẻ, nhảy chân sáo đi về.